Xin kính chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn và hiện tại thì bây giờ là 10 giờ tối ngày chủ nhật ngày 24 tháng 3 dương lịch thì công ty ô tô Quang Vương đang trên đường về ngay trong đêm nay thì khoảng 2 tiếng nữa sẽ về một chiếc xe kiểu long mặt quỷ xe 8 tấn thùng nguyên bản 12 khối rưỡi sản xuất năm 2012 đây là chiếc xe kiểu long mặt quỷ xe cực kỳ đẹp không một lỗi nhỏ quý vị chúng ta có nhu cầu mua chiếc xe này thì vui lòng liên hệ ngay cho anh Quang qua số điện thoại 0968 110 299 Xem xe tại công ty ô tô Quang Vương khu 8 Đông Thành Thanh Ba Phú Thọ quý anh chị nhé Kiểu Long mặt quỷ 8 tấn 2012 đang về luôn trong đêm hôm nay ngày Chủ Nhật 10 giờ đêm ngày Chủ Nhật thì khoảng là hai tiếng nữa là xe sẽ về đến nhà thì Thông báo đến quý vị để quý vị chúng ta có nhu cầu xem xe thì sáng ngày mai sáng thứ hai sẽ qua xem xe trực tiếp tại địa chỉ Công ty ô tô Quang Vương khu 8 Đông Thành thành ba Phú Thọ liên hệ ngay cho anh Quang số điện thoại 0968 -110 299 để có giá tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong ngày mai. Và quý vị đừng quên ấn đăng ký ủng hộ kênh của bên em nhé. Cảm ơn quý chị.